Hinatran Enchanted, con sông nước lợ ở thị trấn Hinatran, thành phố Davao, là điểm đến du lịch rất nổi tiếng ở Philippines. Nước sông ở đây lúc nào cũng trong vắt, nhưng điều khiến Hinatran trở nên mê hoặc với du khách lại nằm ở bí ẩn về điểm khởi nguồn. Hôm nay, hãy cùng lang thang Philippines đi tìm hiểu về giai thoại của con sông này nhé! Theo lời kể của người dân địa phương, dòng chảy của con sông đều dẫn ra Thái Bình Dương, thế nhưng lại không một ai biết đầu nguồn của nó bắt đầu từ đâu. Do đó đã có rất nhiều lời đồn đoán làm tăng thêm vẻ kỳ bí cho con sông này. Người dân ở đây cho biết, con sông là một khu vực rất linh thiêng tại đất nước Philippines. Người dân tin rằng, mỗi đêm khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống cũng là lúc các nàng tiên cá tụ tập tại đây, họ hát hò vui chơi cùng nhau. Khi đó các gợn sóng sẽ tan biến và nước sông trở nên trong vắt tựa như một chiếc gương soi. Người dân trong vùng cho biết họ thậm chí còn không dám đánh bắt cá tại đây vì cho rằng các sinh vật dưới sông sẽ mang lại những năng lượng thần bí. Còn một điều bí ẩn mà không ai giải thích được khi đến với con sông này, đó là nhiều du khách khi đến đây đã tham quan và bơi lội dưới dòng sông. Tuy nhiên sau đó khi lên bờ, họ cảm thấy đau nhức toàn thân và cơ thể xuất hiện những vết mẩn ngứa không rõ nguyên nhân. Người dân thì cho rằng do các nàng tiên cá đang bảo vệ sự trong sạch của dòng sông này. Cũng chính nhờ sự kỳ bí cùng những giai thoại ấy mà con sông đã thu hút được sự quan tâm của các nhà thám hiểm, nhà khoa học tiến hành lặn xuống để tìm hiểu và nghiên cứu sự bắt nguồn của con sông. Nhưng khi ngược về thượng nguồn và xuống đến độ sâu 24m, họ bắt gặp một hệ thống hang động ngầm chằng chịt ở phía dưới. Chính hang động này là nguồn cung cấp nước và khiến cho nước sông mang màu xanh đặc biệt và trong lành đến như vậy. Tuy nhiên thì mọi thứ chưa dừng lại ở đó, không có bất cứ ai dám tiến vào xa hơn sau một tai nạn đáng tiếc vào năm 2014, khi một nhà thám hiểm đã bị mắc kẹt và bỏ mạng khi cố tình khám phá hang động này. Với vẻ đẹp cũng như sự linh thiêng của con sông nên chính quyền Philippines đã từng cho đóng cửa để bảo vệ khu vực này. Nhưng gần đây con sông đã được mở cửa trở lại cho du khách tham quan, tuy nhiên họ không còn được phép bơi lội dưới sông nữa. Cho đến nay vẫn chưa có ai tìm ra được đầu nguồn của con sông này. Hinatran Enchanted vẫn cứ mãi chảy ra Thái Bình Dương và giai thoại về nguồn gốc của nó vẫn luôn là một ẩn số. Từ sân bay nội địa của thành phố Busan, bạn có thể bắt xe tới thẳng thị trấn Hinatran. Tới gần nơi có biển báo Hinatran Enchanted River, bạn xuống đi bộ, sau đó thuê xe máy, đi qua một con đường đất, xuyên rừng và đến dòng sông. Đừng quên ủng hộ lang thang Philippines bằng một like and subscribe để đón chờ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Bye bye!